Deadline nghĩa thứ nhất là tên của một website tin tức về ngành công nghiệp giải trí của tập đoàn Penske Media và nghĩa thứ hai chỉ giới hạn, hạn chót của một công việc mà bạn được giao và phải hoàn thành trước thời gian đó. Hiện tại thuật ngữ deadline dùng rất nhiều và xuất hiện thường xuyên trong công việc. Khi bạn được giao một công việc cụ thể và có thời gian hoàn thành thì thời hạn cuối để thực hiện công việc đó chính là deadline. Vì vậy nếu chúng ta thấy một ai đó nói trễ deadline, chạy deadline thì có nghĩa họ cần phải hoàn thành nhanh công việc theo đúng thời hạn đã được giao.